nhà rồi nha. Lâu lắm rồi về rừng không đi săn chích lấu. Săn thú sông suối của mình nha, lâu lắm rồi chưa đi được một người. Vâng, ở nhà đây là sông Vàng nhé. Bây giờ mình sẽ lội xuống dưới đó, mình đi kiếm chỗ nào nó có cái bờ đẹp đẹp, mình sẽ đi tìm khu sông suối. Bây giờ mình lội nước nha. Này, nước sông Vàng nó khá trong. Sông Vàng hôm nay là nước khá trong. Mình đi xuống đoạn dưới này, mình đi kiếm chỗ nào nó có cái bờ nó đẹp đẹp á. Mình chủ yếu đi câu sâm suối nha. Sâm suối, sâm sông hôm nay thường gọi là chạch láo được cả nhà nhé. Bờ sông, bờ suối mấy hôm mình giới thiệu cho mọi người rồi, có sông Vàng này là mình thấy giống như nước lũ, nhưng mà không phải, do là cái nền nước đó, nó luôn luôn có màu vàng đó mọi người. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi tìm vị trí điểm câu nè. Cái nhà hư đoạn này có cái vụn này khá đẹp, nhưng không biết có được gì không, bởi vì cái bờ nó phá hết cho sau lũ lụt cả nhà, không có cái bờ, không phải có cái điểm tựa cả nhà, nó cái bờ và các điểm tựa nó không có. Để mình xuống mình xem chỗ này. Điểm chứ mình tạm thời ngồi chỗ này nhé, xem thử mình ném qua bên kia có mấy cái bụi bụi nhé, xem thử như thế nào nhé mọi người nhé. Vâng, cả nhà, đây là mồi câu yêu thích của mình nhất nhé, mồi giun, mồi câu yêu thích của mình nhất. Xiên y nguyên con như thế này cả nhà nhé. Rồi, mình bắt đầu ném cần cả nhà nhé. À, liền. Ném xong hai cần như thế này, chờ đợi thôi cả nhà nhé. Ném xong rồi chờ đợi thôi. Đây nha, cần này có cá ăn này. Có cá ăn, không biết cá gì đâu. Cá nhỏ rồi có tiếng cả nhà. Cần này tiếp tục cá ăn đó, chắc cá nhỏ cả nhà nhé. Đó đó, mọi người thấy không, thấy chắc cá nhỏ lắm. Cá nhỏ đó.
cá nhỏ rồi cả nhà, dính được. Tục lên cá nha. Có cá nha. Biết cá gì đây. Tục có cá cả nhà. Ui, củ sâm, củ sâm, củ sâm. Củ sâm suối đầu tiên nha. Củ sâm cả nhà. Củ sâm nè. Ui, củ sâm suối ngon quá cả nhà. Quá ngon. Cách gỡ củ sâm suối mình có chia sẻ ở video tiếp theo khi nó nút lưỡi như thế này nhé, rồi mình có chia sẻ nha. Bây giờ chiều trạng là có củ sâm suối rồi cả nhà nha, vàng ươm rất là ngon luôn. Thấy ăn cần này ha. Nè.
cái người ngó cá nó ăn kiểu chi hay á. Cá khổng lồ ha. Đây nhé cả nhà, hôm nay mình đi câu cần tay được một xiên cá này. Cá trắng và cá chích lấu này. Được ăn trong suối nha. Được một xiên cá. Cứng được nha. Có gì đó. Không có gì hết. Nhìn có cá cả nhà. Đấy, cụ sầm sú nha. Tiếp tục cụ sầm sú nha. Rồi mọi người, bây giờ trời cũng đã dạng tối rồi cả nhà. Thì mình đã bật đèn pin nè. Tình hình như thế nào mọi người nhé. Cá thế nào nhé. Cái cá gì đâu. Cái cục cửa sâm nhé. Cái cục cửa sâm suối nhé. Cá gì đó cả nhà, cá gì đó, cá gì đó, cá gì đó, cá nheo rừng, cá nheo nha, cá nheo. Này cần cần bên này tiếp tục cá ăn. Chúc mọi người nhé. Nên củ sâm mà cho nó nuốt luôn cho an toàn nhé. Chờ chút nha. Tiếp tục kiếm cá cả nhà. Biết cá gì đó. Biết cá gì đó. Biết cá rồi. Biết cá gì đây cả nhà. Đó. Ồ, con ba ba. Ba con nha. Ba con nha. Mọi người thấy không? Dính con ba con.
tục lên cá nhỉ, không biết cá gì đó cả nhà. Tiếp tục lên cá nhỉ. Cá gì đó. Cá nheo. Tiếp tục cá nheo nhé. À, vâng cả nhà, bây giờ cũng đã là 19 giờ 30 rồi. Trời cũng tối rồi, mình xin phép Thu Cần đi về rồi, mình về nhà sẽ báo cá cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người. Câu đêm một mình cả nhà nhé. Bây giờ 8 giờ rồi. Đêm mình về. Đây. Báo thân của cá kìa. Củ sâm này 1 em, 2 em, 3 em, 4 em. Hai con cá nheo. Cá trắng 1, 2, 3, 4, 5, 6 và một em và ba gà nha. Đó, thành quả như vậy cả nhà, buổi đi câu giải trí buổi chiều như vậy thôi nha.